mọi người, và mình chính là Quỳnh đây. Và hôm nay thì Quỳnh đã quay trở lại với video inbox cũng như là review đồ local brand. Và ngày hôm nay thì Quỳnh đã quay trở lại, và hôm nay thì Quỳnh sẽ không review về t-shirt nè, hay là sweater, hay nói chung là mấy cái đồ mặc trên người thì Quỳnh sẽ không có review. Mà hôm nay thì Quỳnh sẽ review đến một cái túi của một cái brand nó rất là streetwear luôn. Đó chính là nó rất là đơn giản á các bạn, cho nên là gọi là streetwear. Và nếu như các bạn đang rất là tò mò không biết là cái brand gì, thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu video thôi để cho nó nóng video này nha. Let's go. Và mọi người ơi, thì Quỳnh đã quay trở lại rồi đây. Và đó chính là cái brand mà Quỳnh nói streetwear, đó chính là Swear nè. Đây các bạn có thể thấy là cái túi nó rất là bự nên là nó không quay được hết được. Thì đây là cái túi của streetwear, mọi người có thể xem nhé. Đây không phải là cái túi top mà nó chỉ là cái bọc để đựng thôi ấy, mà nó rất là xinh luôn nè. Còn sao thì chẳng có gì hết nha. Thì là cái túi của nó nha, mọi người có thể xem. Thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi thắc mắc, tại vì là cái này là Quỳnh mua online, và Quỳnh đã kêu shop ship ráp cho Quỳnh. Tại vì Quỳnh đã nói rồi là Quỳnh mua đồ local brand ít khi nào mà Quỳnh chờ đợi lắm, nên là Quỳnh kêu ship ráp luôn. Và Quỳnh cũng rất là tiện là vì Quỳnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà. Thì vì là Quỳnh đang định, Quỳnh rất là thích những cái túi top ở các brand, nhưng mà đối với Swear thì hiện tại túi top nó đang hết rồi, nên là Quỳnh không có thể mua với cái số lượng của shop yêu cầu để được tặng được. Cho nên là Quỳnh thấy đựng trong cái bọc này rất là xinh nên Quỳnh cũng muốn giữ lại ấy. Nên là Quỳnh kêu shop là đừng có hàng lại, tại vì hàng chắc chắn là Quỳnh sẽ bị cắt ra thì nó sẽ không giữ được cái túi ấy các bạn. Nên là Quỳnh rất là buồn luôn. Cho nên là Quỳnh đã kêu shop không có hàng lại cũng như là bấm ấy, yeah, và được giữ lại được cái túi rất là xinh luôn nè. Đây mọi người thấy nha. Và ok, và bây giờ thì Quỳnh sẽ không có nói về cái túi này nữa, vì chúng ta cùng sẽ lấy cái nhân vật quan trọng, đó chính là túi của ngày hôm nay. À đây, ta-da. Và ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ review cái túi của Swear nhá. Hiện tại thì mình không biết là Quỳnh không có biết là cái túi này còn không nữa, nhưng mà lúc mà Quỳnh mua thì còn. Để Quỳnh xem coi. Ok, đây là cái bill của nó, nhưng mà vì Quỳnh làm ướt ấy nên là nó bị lem rồi. Thì cái túi này thì Quỳnh mua với cái giá sẽ là cái túi này thì Quỳnh nhớ mua với giá là 250 nha các bạn. Nên là mọi người muốn mua thì hãy mua nha. Ok, bỏ qua đi. Mình sẽ phóng gần gần cho mọi người xem cái túi hơn. Đây. Bây giờ thì trước khi thì Quỳnh giới thiệu túi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái kẹp của Swear nha. Cái khác ấy. Không, cái này thì còn không phải là cái khác, mà kiểu như là những cái này nè, những cái này, như cái kẹp ấy. Thì ở đây thì nó có những cái store. Đây mọi người, mình sẽ để phần mô tả để cho các bạn xem kỹ hơn nha. Còn đây là Swear, thì ở đây các bạn có thể thấy là nó hơi, tại vì Quỳnh nói đồ nó bị dính nước ấy, dính nước cho nên là nó bị kiểu vậy. Nhưng mà mốt Quỳnh sẽ mua sản phẩm của Swear tiếp tục, cho nên là nó sẽ được tặng một cái mới mẻ hơn, thì Quỳnh sẽ quay kỹ cho các bạn hơn. Còn đây là cách bảo quản nha. Đây, hướng dẫn cách bảo quản sản phẩm nè, Quỳnh sẽ để phần mô tả luôn, cho nên là nếu bạn nào cần thì có thể xuống và xem nha. Và đây là cái kẹp của Swear. Và tiếp theo đó chính là nhân vật quan trọng. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Và cái túi này thì Quỳnh mua với giá là 250 nha. Và tiền ship wrap 31.000 nữa là 281 ấy. Đây mọi người có thể thấy, thì nhìn nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh luôn, rất là xinh ha. Quỳnh rất là thích cái túi này mà kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Thì ở đây thì nó không có được nhiều ngăn á, vì nó kiểu nhỏ. Thì ở đây có một cái ngăn bự này, với lại là một cái ngăn lưới này, thì Quỳnh sẽ mở ngăn bự trước. Và trong đây thì nó có một cái dây để chúng ta đeo ha các bạn. Thì các bạn xem nè. Từ từ. Đây. Trong đây thì nó có nhiêu đây thôi, cũng như là đây thì nó có thêm cái ngăn nhỏ này nữa. Đấy. Và đặc biệt ở cái phần kéo á, thì các bạn có thấy là nó sẽ in nổi cái chữ Swear đây.
rất là xin luôn vì cái sản phẩm này nó nhỏ nhỏ nên là Quỳnh sẽ quay kể cho các bạn ha. Còn ở phần lưới này á thì nó cũng có luôn. Dây kéo nó rất là mượt nha các bạn. Và phần lưới thì cái kiểu lưới ở đây nó rất là đã. Quỳnh tưởng nó là lưới mỏng nhưng thật ra nó hơi dày một chút. Khi mà các bạn có để mấy cái kẹt này để show ra ấy, thì nó cũng rất ít thấy luôn. Còn đây là logo của Swear. Ngoài cái logo chính gốc này ra thì đây cũng là một cái logo của Swear nữa. Và ở đây thì nó có cái chữ R. Chữ R này là tượng trưng cho đã đăng ký bản quyền á các bạn nha. Ở đây thì có mấy cái này để móc cái sợi dây vô thì mình sẽ móc. Thì cái dây thì nó chỉ cỡ như đây thôi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu gắn nha. Thì gắn cái này nó hơi khó một chút hết các bạn ơi. Dạ. Thấy cái sự khó ấy. Các bạn có thể thấy là nó hơi tức chế một chút. Nhưng mà các bạn không cảm nha, tại vì khó lắm thiệt á. Và đây chính là cái túi của chúng ta. Trời ơi, siêu xinh luôn á các bạn. Thì Quỳnh sẽ kèm cái video chèn ra đằng sau để cho các bạn thấy là lúc mà Quỳnh đeo cái túi này như thế nào nha. Thì cái này là Quỳnh chưa sử dụng nha, tại vì Quỳnh định là Tết này thì Quỳnh sẽ mang cái túi này để đi nhận tiền lì xì. Và đáng lẽ là cái video review túi của Regos sẽ được đăng lên trước cái video này, tại vì là Quỳnh mua của Regos trước nhưng mà Quỳnh lại review Regos sau. Nhưng mà coi kệ đi. Đây, cái dây thì nó chỉ kiểu như đây nhá, nhưng mà nó vẫn rất là xinh và nhỏ nhỏ như thế này đây. Ok, vậy là video của Quỳnh tới đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem Quỳnh review túi của Swear nhé. Và nếu mà các bạn muốn Quỳnh quay tiếp tục review inbox cũng như là review cái brand gì nữa thì hãy comment video này nha. Cũng như đừng quên để lại cho Quỳnh một like và một subscribe để Quỳnh có thêm động lực. Cũng như là Quỳnh bật mí cho mọi người là Quỳnh sẽ đăng video Regot review túi của Regot tiếp theo cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì bye bye. Love you mọi người nhiều nhiều bạc bạc.